Sáng ngày 7 tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ tư lệnh quân khu 2. Căn cứ quyết định số 1228 ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Trương, tư lệnh quân khu 2, nghỉ hưu theo chế độ. Tại hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Trương đã bàn giao nhiệm vụ tư lệnh quân khu 2 cho Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Phó tư lệnh quân khu 2. Thay mặt Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Trương đã cùng với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt là Quân khu 2 đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng những chủ trương giải pháp xử lý các tình huống có phần quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, không để bị động bất ngờ. Phát biểu giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 đối với đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập trung lãnh đạo chỉ đạo phối hợp với địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và các chiến lược đề án của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng ra soát điều chỉnh, bổ sung xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.